Đây là con đường để đi lên núi Trầm. Trên kia có một nhóm người kìa. Các bạn thấy không? Đường đất nên rất là trơn đấy. Nếu mọi người đi đến đây thì mình khuyên là nên đi những đôi giày thể thao có độ bám để tránh trơn trượt và bị ngã. Mặc dù hôm nay không còn nắng nhưng mà nhìn vẫn rất là đẹp. Đây là biển cảnh cáo. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp. Mình mới đi được một nửa đường thôi. Mày trời lạnh quá. Chỗ của mình đang đứng là nằm ở giữa trung tâm của núi Trầm các bạn ạ. Có rất nhiều người đến đây cắm trại nhưng mà mình cảm thấy họ đã vứt lại rác như thế này. Điều đấy là không nên. Bây giờ mình sẽ cùng đi lên đỉnh nhé. Mọi người đến núi Trầm thì có thể dựng trại cũng như ăn uống tại đây luôn. Nhưng mà nếu bạn ngại cồng cành mang đồ đi xa đến thì ở dưới chân núi họ cũng có cho thuê lều và bếp để nướng ấy. Nên là mọi người có thể đến tay không và xuống dưới thuê. Bây giờ mình đang trên con đường đi lên đỉnh của núi Trầm. Thì mọi người nhìn thấy nó rất là xa, cao. Kể mọi người nếu mà đến đây thì phải đi rất là cẩn thận, không là trơn trượt và ngã sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ cũng là chiều cũng muộn rồi nên là rất là ít người trên này. Thường thì họ sẽ đến vào buổi sáng và buổi chiều, đôi khi ở qua đêm, nhưng mà thời tiết này thì rất là lạnh, ở qua đêm đây không được. Theo mình thì các bạn nên đi đến đây vào mùa hè thì nó sẽ rất là hợp lý, vì phong cảnh cũng như là không gian sẽ rất là mát mẻ. Mùa hè chúng ta đi cũng thoải mái hơn là mùa đông, vì mùa đông rất là lạnh, lại còn trên núi. Bây giờ mình đang leo lên đỉnh của núi Trầm. Xa quá. Mọi người đến đây thì nhớ trang bị thật kỹ những dụng cụ như kiểu cái gậy ấy. Để mọi người nhìn này. Đây chính là phong cảnh của núi Trầm. Nhìn từ trên xuống. Kia chính là thành phố Hà Nội các bạn ạ. Mọi người, mình đã tới đỉnh của núi Trầm rồi. Và đây là phong cảnh từ trên nhìn xuống. Bây giờ thì mình đang ở trên đỉnh núi Trầm, ngồi nghỉ chân và thưởng thức phong cảnh xung quanh. Rất là tuyệt vời. Mặc dù trời hôm nay không được đẹp cho lắm, nhưng mà mình vẫn rất là thích. Và các bạn nhìn thấy không? Đây là đỉnh giày của mình sau khi leo núi. Theo như mình tìm hiểu thì núi Trầm nằm ở xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội. Đây là một địa điểm khá là thú vị và lý tưởng cho các bạn đến đây vào cuối tuần để cắm trại cũng như là tham quan. Mình đi từ trung tâm Hà Nội đến đây hết có khoảng 45 phút thôi, nên là nó cũng không phải khá xa cho mọi người. Và các bạn ơi, khi tới đây thì đừng quên mang theo một chiếc túi để đựng rác khi ra về. Tại vì ở đây rất nhiều người đến và xả rác bừa bãi. Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ môi trường cho sạch sẽ nhé. Bây giờ thì hãy cùng mình đi xuống. Đường rất là trơn, nên các bạn hãy cẩn thận khi đến đây nhé. Hiện tại thì ở đây bê không có ai nữa. Đây. Mình đang trên đường đi ra lấy xe và trời cũng bắt đầu tối rồi. Và hiện tại thì mình đã xuống dưới chân núi rồi, cũng chuẩn bị ra lấy xe để đi về. Thì nếu bạn nào có ý định đến núi Trầm thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Và hãy cùng ghi lại những khoảnh khắc của các bạn tại núi Trầm để mình cũng có thể xem. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Bye bye!